Xin chào mọi người. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên đã đi tới Thiên Sơn Đài. Tất cả những người ở nơi này sẽ phải vượt qua một thử thách khó khăn, đó là vượt qua công kích sóng âm để tranh đoạt xuất tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Hai người đầu tiên chọn cách tăng tốc vượt qua thì đã thất bại. Tiếp theo đến lượt một tên thanh niên, hắn ta cực kỳ tự tin với cách làm của mình. Hóa ra ý định của tên này là phi hành vượt qua trận pháp sóng âm. Nhìn thấy hắn một mực phi hành tiến lên trước mà không gặp trở ngại, những người đứng xem liền cảm thấy có hy vọng. Nhưng chưa để cho bọn họ tận hưởng hết niềm vui mừng thì đã bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Một bức tượng đột ngột nhô lên chặn trước mặt tên thanh niên. Hành động này quá bất ngờ, hắn ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị sóng âm đánh rơi xuống vực. Phương Thanh Nhi tỏ vẻ khinh thường, cô ta muốn cho những người xung quanh mở mang tầm mắt, nên lập tức muốn đi lên đỉnh núi. Cô ngừng tụ sức mạnh rồi sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Thân ảnh giống như một tia chớp lướt qua. Tốc độ này có lẽ đã tu luyện đấu kỹ đến cảnh giới cao nhất rồi. Di chuyển càng nhanh cũng đồng nghĩa rằng mọi thứ xung quanh sẽ chậm lại. Công kích sóng âm còn chưa kịp chạm đến thì đã bị Phượng Thanh Nhi lướt qua. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, cô ta đã đi lên đỉnh núi và trở thành người đầu tiên thông qua thí luyện. Người kế tiếp là Đường Ưng. Hắn đứng lên trên phi kiếm rồi thong song bay đi. Đồng thời cũng điều khiển nhiều thanh kiếm tạo thành hai vách ngăn. Công kích sóng âm không thể xuyên qua. Thế là Đường Ưng cứ như vậy bay lên đỉnh núi mà không gặp chút khó khăn nào. Ngay sau đó, Tiêu Viêm định tiến lên thì Phương Trần đã chen chân lên trước. Hiển nhiên là tên này cũng đang muốn thể hiện mình không thua kém gì Phượng Thanh Nhi và Đường Ưng. Vì sở hữu đấu khí ám thuộc tính, cơ thể hắn ta biến thành một luồng đấu khí cực kỳ quỷ dị, giống như một làn khói màu đen dễ dàng lướt qua hàng loạt công kích sóng âm, trở thành người thứ ba lên được đỉnh núi. Người tiếp theo là Mộ Thanh Loan của Tình Vẫn Các. Dáng vẻ Mộ Thanh Loan khá hoạt bát năng động. Sau khi biết cô nàng này là đệ tử của Phong Tôn Giả, Tiêu Viêm liền bất ngờ. Trước đó, hắn đã được Dược Lão dặn dò đến tìm gặp Phong Tôn Giả nhờ sự trợ giúp. Đang không biết đi về đâu tìm người thì lại gặp đệ tử của ông ấy, vừa vặn có thể hỏi thăm tin tức. Trở lại với diễn biến bộ phim, Mộ Thanh Loan lấy ra một cây sáo rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo lan tỏa ra xung quanh ngăn chặn toàn bộ công kích sóng âm. Mộ Thanh Loan nhờ vậy mà dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Kế đến là Tiêu Viêm, hắn còn chưa đi lên mà Vương Trần đã tỏ vẻ khinh thường. Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên chọn cách chạy bộ lên núi, hắn sẽ đi trước mở đường, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì ở phía sau bám theo. Ngay khi vừa đặt chân vào trận pháp, vô số cột đá lập tức nhô lên. Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa che chắn phía trước. Tuy có thể giảm bớt được uy lực của sóng âm, nhưng mà số lượng công kích lại quá dày đặc, liên tục chèn ép cho hai người chật vật. Khả năng chịu đựng của Nạp Lan Yên Nhiên lại không thể sánh bằng hắn. Tốc độ nàng ta càng lúc càng chậm và bị Tiêu Viêm bỏ lại một khoảng cách. Tiến lại gần đỉnh núi, công kích càng thêm mãnh liệt, Tiêu Viêm lúc này cũng phải vật lộn từng bước để tiến lên. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, càng lên giọng mỉa mai. Cô ta cho rằng hành động dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng là đang thể hiện bản thân. Hàng người khoe khoang như vậy sẽ chỉ nhận lấy thua thiệt mà thôi. Sau nhiều thời gian di chuyển, tốc độ của hai người đã rất chậm, hắn phải cố gắng đi từng bước. Nạp Lan Yên Nhiên thì càng khổ sở hơn, nàng ta suýt chút nữa bị đánh bay xuống vực tận hai lần, may mà có hắn giải cứu. Nhận thấy không ổn rồi, hắn quyết định sử dụng ra tuyệt chiêu, thi triển đấu kỹ sóng âm là Sư Hổ Toái Kim Ngầm. Gào thét ra một tiếng sư tử hống, công kích sóng âm quá mạnh mẽ, các bức tượng lập tức có dấu hiệu vỡ nát. Điều này khiến cho uy lực của trận pháp giảm đi rất nhiều, nhờ vậy mà Tiêu Viêm đã thành công đi lên đỉnh. Hắn ngỏ ý muốn nói chuyện riêng tư với Mộ Thanh Loan để hỏi thăm Phong Tôn Giả hiện tại đang ở đâu. Nàng ta thẳng thắn cho biết sư phụ của mình thích đi dạo chơi, bình thường rất khó tìm gặp. Nếu hắn muốn gặp mặt thì 3 tháng sau đến phòng lôi đồng các, cũng là địa bàn của Phí Thiên. Bởi vì 3 tháng sau sẽ là đại hội tứ phương các tranh tài, cho nên Tình Vận Các của Mộ Thanh Loan chắc chắn sẽ có mặt tham gia và Phong Tôn Giả cũng sẽ có mặt. Tiêu Viêm cảm ơn nàng ta đã tiết lộ cho mình biết tin tức. Sau khi thử thách kết thúc, hắn được Kim Cốc gọi đến gặp mặt tộc trưởng của Phệ Kim Thử Tộc. Mục đích chính là vì thương thế trong người Kim Thạch. Sau khi bắt mạch kiểm tra xong, dáng vẻ của hắn khá căng thẳng. Kim Thạch bị hỏa độc xâm nhập vào cơ thể, còn sâu đến tận xương tủy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình trạng hỏa độc xâm nhập nghiêm trọng như vậy. Muốn loại trừ là rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách. Bằng vào thực lực trước mắt của hắn thì cơ hội rất mong manh. Kim Thạch nghe xong thì cực kỳ nóng lòng. Ông ta tiếp tục hỏi nếu bọn họ giúp hắn thuận lợi tiến vào đấu tông thì hắn có thể loại trừ hoàn toàn hỏa độc chứ. Tiêu Viêm nghe vậy cũng bất ngờ.
Ông cho biết, sự thật là hiệu quả đột phá của Thiên Sơn Huyết Đàm chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn với đấu hoàng đỉnh phong, cho nên hắn muốn nhờ vào nó để đột phá thì rất khó. Giờ chỉ có một cách là đi tới miệng ngọn núi, đó là nơi có năng lượng dày đặc nhất của toàn bộ sơn mạch. Năng lượng trong đó là tinh thuần nhất và nó cũng chính là ngọn nguồn của huyết đàm này. Cũng nhờ vào việc hấp thụ năng lượng đó mà thực lực của Kim Thạch mới đột phá đến thất tinh đấu tông trong thời gian rất ngắn. Nhưng ngoài năng lượng tinh khiết thì dưới đáy huyết đàm còn có hỏa độc. Vì điều này mà Kim Thạch đã bị trúng độc. Nếu hắn có thể ở đây tu luyện thì nhất định có thể đột phá đến đấu tông. Hơn nữa trên người hắn lại có dị hỏa hộ thể nên hoàn toàn không sợ hỏa độc xâm nhập. Nói rồi Kim Thạch đưa cho hắn một cái tín vật mở ra không gian kết giới dưới đáy huyết đàm. Tiêu Viêm không từ chối, hắn nhận lấy đồ vật rồi gật đầu đồng ý trợ giúp. Chờ sau khi ra ngoài, thực lực đạt tới đấu tông thì sẽ dốc hết sức giải trừ hỏa độc. Có sự giúp đỡ đến từ tộc trưởng Phệ Kim Thử Tộc, Tiêu Viêm quả thực là gặp may mắn. Diễn biến tập phim đến đây khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.